Chào mừng anh chị đã đến với kênh máy bơm công nghiệp Vimex và em là Phượng Trùm bơm bánh răng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị cái dòng sản phẩm, đây là bơm bánh răng ăn khớp trong LIP anh chị nhé. Và dòng bơm bánh răng khớp trong sẽ sử dụng để bơm keo hoặc chúng ta bơm rỉ mật. Với cái dòng bơm này là khách của bên em đang sử dụng để bơm keo loãng và trong cái môi trường dễ cháy nổ, chính vì vậy mà khách lựa chọn dòng động cơ phòng nổ. Và động cơ này là hiệu HEM của Việt Nam. Dòng bơm LIP có sử dụng phốt là phốt chèn anh chị nhé, phốt chèn hay còn gọi là phốt sợi tút. Đây là một cái dạng phốt mà sử dụng cho các chất mà có tính đông đặc khi để nguội. Ví dụ như là keo hoặc là nhựa đường ấy, hoặc là rỉ mật thì khi mà nguội thì máy sẽ dễ bị đông cứng lại và chúng ta nên sử dụng dòng phốt là phốt chèn. Và mã của bơm là LIP52, máy có lưu lượng là 6 m³/giờ, tốc độ là 226 vòng 1 phút. Đẩy cao của bơm là 13 tương ứng với 100m. Và máy có gắn với động cơ, đây là động cơ phòng nổ. Và thông qua một hộp giảm tốc này để giảm tốc độ vòng quay xuống. Với máy bơm này đang sử dụng tốc độ vòng quay là 290 vòng 1 phút. Và dòng bơm này có kết nối là mặt bích anh chị nhé. Đây là mặt bích của bơm. Và đầu bơm này là vật liệu bằng gang. Anh chị có nhu cầu vui lòng liên hệ với em Phượng, Trùm bơm bánh răng Vimex. Số điện thoại là 0911 861605. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều ạ.